quý vị và các bạn đến với kênh Lộc Hương miền Tây. Hôm nay mình xin giới thiệu với quý vị và các bạn một món đồ cổ này nha. Không biết cả nhà đã thấy cái món đồ này chưa? Món đồ này mình xin tiết lộ đây là thời từ ông nội mình còn sống tới giờ. Ông nội mình đã chết lâu rồi, ông nội mình còn sống tới giờ là hồi lúc mình còn nhỏ xíu xíu luôn, hồi lúc mình chưa có luôn, nghe mẹ mình nói là mà chưa có luôn. Năm nay mình cũng gần 40 rồi, là món đồ này cũng rất là lâu rồi. Gần cả trăm năm. Đây, một cái bình trà phong cách rất là cổ điển. Những cái hoa văn và cái họa tiết rất là đẹp. Bây giờ là hiếm gặp những cái bình trà như thế này đây. Ít ai còn những cái món đồ cổ như thế này phải không cả nhà? Hoa văn rất là tỉ mỉ nè. Hồi xưa mình hay có thói quen mà cột cái dây nào này gắn vào cái quai của bình trà. Khi mình pha trà mình dở ra như vậy là nó không có bị rớt. Nhưng mà cái dây mình là nó đã bị đứt rồi, thời gian lâu nó sẽ bị đứt rồi. Đây là vào bên trong nè, pha trà vẫn còn cái màu trà luôn nè. Bên trong bình trà nè. Bằng sứ hồi xưa này, bình trà bằng sứ sành sứ gì nè, rất là đẹp, hình con rồng. Đây là cái dĩa lót à, dĩa lót bình à. Hoa văn rất là đẹp luôn. Hai con rồng. Rồi mình lật bên dưới cái dĩa lót. Đây, bên dưới dĩa lót có đống mộc chữ Tàu nè cả nhà. Là thời xưa này chắc của Trung Quốc nhập qua hay gì đó. Xưa hết. Đây phía dưới bình cũng lại là có cái mộc nữa luôn. Đây là bình còn nguyên vẹn nguyên si nha cả nhà, không có bị nứt bể hay thiếu thốn gì hết nha. Đây mình quay một vòng cái bình cho cả nhà cùng xem nha. Những giới chơi đồ cổ thì nếu mà có xem được video này đánh giá thử coi cái bình cổ này trị giá bao nhiêu tiền nha mọi người. Còn rất là mới nha cả nhà. Giờ bình cổ này thấy là quý nên chỉ để trưng thôi, Tết nhất rồi pha trà đãi khách thôi chứ cũng ít cái sử dụng, sợ làm hư hao uổng.
Rồi bây giờ mình sẽ review cận cảnh rồi mình xin kết thúc video này nha. Đây là cái nắp bình. Đây là cái thân của bình. Nắp bình cũng thiết kế có một cái lỗ thông hơi, mình khi pha trà có cái lỗ thoát hơi luôn nè. Rồi bây giờ mình đã review xong cái bình trà cổ hồi thời xưa, hồi thời ông nội ông ngoại của mình á, còn gìn giữ nó đến bây giờ. Quý vị nào xem video này thấy hay nhớ bấm like cũng như bấm chuông đăng ký kênh Lộc Hưng Miền Tây nha, để nhận thêm những video mới khi mình ra video. Rồi bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong một video kế tiếp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video nha. Bye bye quý vị.